nay tôi muốn làm một cái video ở cấp độ chi tiết hơn, để cắt nghĩa, để giải thích cho các bạn, để đảm bảo là chúng ta tránh hiểu lầm. Không ai cấm các bạn giàu có, không ai cấm các bạn thành công, không ai cấm các bạn mơ ước và suy nghĩ về cái sự tự do tài chính ở trong tương lai. Nhưng tuy nhiên thì trong trò chơi tiền bạc, tôi đề nghị các bạn phải hết sức thực tế. Hay ở đời thứ này là ai, mình đi đến đâu, và mỗi một người chúng ta sẽ có xuất phát điểm khác nhau, và chúng ta cần phải lựa chọn những cái chiến lược, chiến thuật phù hợp với trò chơi tiền bạc của mình. Như thế mới là được gọi là những người thông tuệ. Còn đâu nếu mà cứ ào ào theo những người khác, họ làm thế này, họ làm thế kia, thì có thể bạn sẽ gặp một số những cái rắc rối, sai lầm. Bởi vì chiến lược của họ với chiến lược của bạn nó khác nhau ở cái việc xuất phát điểm, nó khác nhau ở cái việc là mục tiêu và điểm đến. Vì hôm nay tôi làm cái video này để xin nhắc lại một lần nữa, nếu bạn đang băn khoăn trong cái việc tự do tài chính, giàu có, thì bạn cần phải hết sức thực tế. Vì có 3 cấp độ trong trò chơi tiền bạc, bạn phải nhớ rõ 3 cấp độ này, và bạn phải chia cái việc thực thi cái mục tiêu trò chơi tiền bạc thành 3 giai đoạn, nó rất cụ thể, và 3 giai đoạn này với 3 chiến thuật nó rất rõ ràng. Giai đoạn số 1 là giai đoạn tôi nói về bổn phận. Bạn phải kiếm tiền để thực thi một số các bổn phận. Chúng ta có rất nhiều các bổn phận khác nhau, trong đó có 2 cái bổn phận quan trọng. Một là bổn phận với bản thân bạn, và 2 là bổn phận với những người mà bạn yêu mến. Bạn biết đấy, bạn phải ăn, bạn phải ngủ, bạn phải sinh sống, bạn phải tồn tại, và tất cả những cái đó nó đều cần đến tiền. Một người nào sống giản dị thì cũng phải mất 100 triệu một tháng. Người nào sống tiêu chuẩn cao cũng phải hết 15-20 triệu. Có những người sống tiêu chuẩn rất cao và có thể hết tầm 50-100 triệu một tháng. Thì tùy vào. Nhưng nếu bạn quyết định một cái tiêu chuẩn sống rất là rõ ràng cho mình như vậy, thì bạn phải có nghĩa vụ, trách nhiệm kiếm tiền để thực thi những cái bổn phận đó. Tôi quay trở lại, rất nhiều bạn trẻ hay hỏi tôi là: thầy ơi, cho em một cái lời khuyên, làm thế nào để thành công và giàu có hơn? Thì tôi chỉ có một cái lời khuyên đầu tiên là hãy đi làm thuê để nuôi được cái miệng mình cái đã, để trả đủ tiền thuê nhà, trả đủ tiền ăn 3 bữa. Và đặc biệt là tôi nghiêm cấm xin tiền của người thân, xin tiền của cha mẹ. Nếu mà làm xong cái điều đó rồi thì chúng ta mới nên chuyển qua cái bước tiếp theo liên quan đến làm giàu cấp độ cao hơn. Vì vậy tôi cho cái số 1 là cái cấp độ 1 là kiếm tiền để thực thi cái bổn phận với bản thân bạn. Cái bổn phận thứ hai bạn phải lo, nếu bạn lập gia đình rồi thì bạn sẽ có vợ và sẽ có con, là cái bổn phận thứ hai, gọi là bổn phận liên quan đến bạn yêu mến họ, bạn quan tâm đến họ, thì bạn cần phải thể hiện rằng là bạn lo lắng cho họ như thế nào, cụ thể liên quan đến việc bạn kiếm tiền ra sao để thực thi những cái bổn phận này. Nếu bạn không làm tròn bổn phận thứ nhất và bạn cũng không làm tròn bổn phận thứ hai nữa thì mọi thứ rất là tệ. Và ngược lại, nếu bạn làm tròn cái bổn phận thứ nhất nhưng bạn không làm tròn thứ hai thì là bạn thiếu cái sự nhất quán. Tốt nhất là những người như thế thì chưa nên lập gia đình, chưa nên có nhiều cái sự quan tâm vội. Xa hơn nữa, khi bạn nhiều tuổi 40-50 thì bạn còn có bổn phận với bố mẹ của bạn, những người mà ở ngoài tuổi lao động, những người nghỉ hưu, những người mất sức, những người có thể đến một giai đoạn nào đó họ không đủ cái sức lực và tiền bạc để lo cho bản thân họ được, thì bổn phận của bạn sẽ tăng lên cái phần trách nhiệm ở cấp độ cao hơn. Xa hơn nữa, tôi là những bổn phận liên quan đến xã hội, liên quan đến cộng đồng, nhưng tôi cho rằng đây là cái vấn đề ở tầm vĩ mô, vấn đề lớn hơn. Tôi hôm nay tôi sẽ nói về những cái thứ rất là thực tế. Thứ hai là cấp độ an toàn. Bạn đi làm hàng tháng để bạn nuôi vợ, nuôi con và lo lắng cho bố mẹ. Mọi thứ nó cứ đều như vậy, và nếu nó cứ suôn sẻ như vậy thì hoàn hảo, không có gì phải bàn. Nhưng chúng ta sống ở trong thế giới mọi thứ nó rất là khó lường, những cái khó khăn, những cái rủi ro, những cái khủng hoảng nó luôn rình rập, nó đến bất kỳ lúc nào với nền kinh tế này, với đất nước này, thậm chí với nhỏ hơn là với công ty của bạn, sâu hơn nữa là với phòng ban của bạn. Bạn có thể bị giảm thu nhập, bạn có thể bị mất việc bất kỳ lúc nào. Bạn biết đấy, trong cái giai đoạn vừa rồi, những người làm hàng không, những người làm ngành du lịch, thậm chí là những người làm giáo dục giống như chúng tôi, có những cái sụt giảm nhất định về câu chuyện thu nhập. Thậm chí có những người đồng nghiệp tôi biết rằng là đến 5 tháng, 8 tháng nay rồi chưa có cái đồng thu nhập. Thế thì khi đó là bạn đối diện với những biến cố, bạn đối diện với rủi ro, thì khi đó những cái bổn phận của bạn thực thi nó cũng sẽ gặp vấn đề và nó bị mất
mất đi cái sự an toàn. Vì vậy, cái cấp độ 2 tôi muốn nói là cấp độ về sự an toàn. Tức là bạn phải có một khoản tích lũy nào đó để cho dù những biến cố nhỏ hay lớn xảy ra đối với công ty bạn, với nền kinh tế này, nó có thể diễn ra dài trong vòng 6 tháng, 1 năm, hoặc nó có thể diễn ra ngắn trong vòng 1, 2 năm, thì cái cuộc sống của gia đình bạn, cái nghĩa vụ trách nhiệm, cái bổn phận bạn thực thi, nó không hề bị suy xuyển gì cả. Vì vậy cái cấp độ thứ hai trong cái trò chơi tiền bạc là cấp độ về sự an toàn. Cuộc sống của bạn, cuộc sống của gia đình bạn và những người thân của bạn sẽ được ổn định ở cấp độ bao nhiêu tháng nếu có những rủi ro rất lớn khiến bạn mất thu nhập. Thì khi đó tất cả mọi người sẽ phải sống vào cái khoản tiền tiết kiệm, sống vào cái khoản tiền tích lũy. Và cái độ tài giỏi của bạn phụ thuộc vào việc là khi bạn không đi làm nữa, khi thế giới này xảy ra khủng hoảng, đất nước này xảy ra khủng hoảng, thì bạn và gia đình của bạn sẽ sống tồn tại được bao nhiêu lâu. Thì đấy là cái cấp độ thứ hai, là cấp độ an toàn. Hãy tưởng tượng như này cho nó dễ hiểu. Người gia đình bạn đang chi tiêu khoảng độ hết 30 triệu một tháng. Thế nếu bạn gặp một cái rủi ro gì đấy, hoặc xã hội này gặp một cái rủi ro gì đấy, người ta không chỉ giãn cách một tháng mà người ta giãn cách nguyên một năm, thì khi đấy rõ ràng là bạn phải có sẵn 300-400 triệu trên tài khoản để bạn rất là an nhiên, rất là thảnh thơi một năm tới có thư giãn, thì bạn vẫn không hề lo lắng gì cả. Thì đấy là cấp độ bạn có tích lũy để đảm bảo được sự an toàn. Còn an toàn nó có rất nhiều cấp: an toàn trong vòng 3 tháng, an toàn trong vòng 6 tháng, thậm chí an toàn 1-2 năm. Và cấp độ 3 là cấp độ cao nhất, là cấp độ của sự tự do. Sự tự do chúng ta phải nói đến 10 năm, chúng ta phải nói đến 20 năm, là bạn được phép theo đuổi một cái tiêu chuẩn sống ở cấp độ rất cao, ra quyết định thoải mái liên quan đến việc thực thi các bổn phận và nghĩa vụ. Bố mẹ bạn vào viện không may phải chăm nom y tế, bạn sẽ cho họ cái tiêu chuẩn chăm nom y tế cao nhất. Con cái của bạn có những cái lựa chọn tốt cho những cái ngôi trường tốt, bạn có thể ra quyết định nhanh chóng mà không hề phải đắn đo. Đó là sự tự do. Và đặc biệt là bạn có thoải mái ra quyết định như thế này trong vòng 10, 20, thậm chí 30 năm sắp tới. Thì khi đó bạn ở cấp độ cao nhất về trò chơi tiền bạc. Cấp độ này thì là cái cấp độ tôi hay nói ở trên lớp, đây là cấp độ liên quan đến tự do tài chính. Tuy nhiên một con người chúng ta, nếu bạn đi từ tuổi 23, 25 để đến cấp độ 3 này, thì tôi cho rằng phải mất tầm 10, 12 đến 15 năm với cái sự tập trung, với cái sự kiên trì và theo đúng tuần tự cái chiến lược như thế này. Nó giống như cái việc bạn đi từ tầng 1 bạn lên tầng 2, bạn lên tầng 3, bạn không thể ngay lập tức nhảy cóc lên tầng 3. Bạn phải đi từng bậc thang một. Bạn phải leo từ thấp rồi lên đến cao. Vì vậy tôi xin nhắc lại, có 3 cái cấp độ. Tôi đồng ý là bạn hoàn toàn có quyền suy nghĩ về một cái tương lai xa sáng lạn trong vòng 10-15 năm tới. Nhưng tôi đề nghị bạn, thông điệp của tôi trong video này rất rõ ràng, tôi đề nghị bạn phải hết sức thực tế. Rất nhiều người đọc các sách làm giàu, nghe cái diễn giả nói về giàu có thành công, xong mà một thời gian trở nên ngộ nhận. Tôi cho là điều này rất nguy hiểm. Ví dụ như là bạn đang ở tuổi 25, 28, 30, bố mẹ bạn không có cái gì hỗ trợ bạn gì nhiều, thừa kế bạn không có cái gì to tát cả, tài năng của bạn cũng bình thường. Tôi cho rằng đây là giai đoạn hoàn hảo, bạn nên đi làm thuê để thực hiện cái cấp độ thứ nhất là cấp độ bổn phận. Và trong quá trình đi làm thuê thì kiểm soát tiền bạc cho nó tốt, tích lũy tiền bạc cho nó tốt, và bắt đầu nghiên cứu thêm về đầu tư, về kinh doanh để làm là sinh sôi nảy nở tiền bạc của mình, để bạn có thể lên đến cấp độ cao hơn. Bạn vẫn nuôi giữ một cái ước mơ dài hạn liên quan đến giàu có, liên quan đến tự do tài chính. Nhưng tuy nhiên bạn phải thực tế, bạn phải làm cho cái cấp độ 1 là cấp độ bổn phận, rồi lên cấp độ 2 an toàn, và lên đến cấp độ 3 là tự do hoàn toàn về tiền bạc. Nhớ giúp tôi, có 3 cấp độ và bạn phải đi từ thấp lên cao. Bạn phải thực tế, bạn phải biết rõ mình ở đâu, có những nguồn lực gì và xuất phát điểm của mình ra sao. Chúng ta có xuất phát điểm khác nhau, vì vậy chúng ta phải lựa chọn cái phương tiện khác nhau để đi đến đích. Còn cái đích của bạn và tôi có thể cùng giống nhau, nhưng mà vì xuất phát điểm khác nhau nên chúng ta phải lựa chọn những chiến thuật phù hợp. Đấy mới gọi là những người thông thái và có trí tuệ. Nếu không thì tôi sẽ gọi bạn là cuồng. Và điều này rất nguy hiểm, nó khiến bạn xa rời cái thực tế. Hy vọng rằng là video này là một cái sự định hướng có ích cho những quyết định của bạn trong cái thời gian sắp tới. Và nếu bạn thấy nó thực sự hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ nó để giúp những người khác cũng có những định hướng tốt cho cuộc đời của họ. Và đặc biệt
Đừng quên nhấp nút đăng ký của tôi để có thể theo dõi những video mới nhất mỗi khi tôi xuất bản. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.